Kính thưa quý vị, những vụ việc đánh thuốc mê tài xế xe ôm rồi sau đó cướp tài sản là hành vi không mới. Tuy nhiên, hàng năm vẫn liên tục xảy ra nhiều vụ việc tương tự như vậy. Vâng, và xuất phát điểm của những hành vi này từ đâu? Làm thế nào để cánh tài xế xe ôm nói chung có thể tự bảo vệ bản thân của mình? Tất cả sẽ có trong chương trình Nóng 24 giờ hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Chính vì thế, ngoài việc sử dụng phương tiện cá nhân, thì xe ôm chính là sự lựa chọn ưu tiên và khá bình dân đối với nhiều người. Song việc tiếp xúc với nhiều khách hàng trong ngày sẽ mang lại thu nhập cao cho các bác tài, mặt khác cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm mà bản thân tài xế khó lường trước được. Nguy hiểm về rủi ro về cướp tài sản hoặc là có thể là rủi ro về tính mạng. Vào tháng 6 năm 2020, khi liên tiếp hai vụ khách đi xe đánh thuốc mê tài xế để thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thủ đoạn của các đối tượng này thường nhắm vào những tài xế xe ôm có xe hay tài sản giá trị trên người để thực hiện hành vi. Những đối tượng này thường trong vai người tri thức, ăn mặc lịch sự để có được lòng tin, tránh khỏi sự nghi ngờ của tài xế trong lần tiếp xúc đầu tiên. Khi đã có mục tiêu cụ thể, họ sẽ trở thành một hành khách thực thụ, trò chuyện, gần gũi, thân thiết với tài xế. Chính vì vẻ bề ngoài và sự thân thiện mà hành khách mang đến trong suốt hành trình di chuyển, nên đa phần cánh tài xế sẽ trở nên cởi mở và dĩ nhiên sẽ không cần đề phòng bất cứ điều gì từ vị khách thượng đế của mình. Hành vi chỉ bắt đầu khi khách đi xe giả vờ mệt đề nghị vào quán nước nào đó để nghỉ ngơi. Sau đó các đối tượng này nhờ bác tài đi mua thuốc cho mình. Rơi vào tình cảnh như thế, buộc lòng các bác tài đành phải chiều theo ý khách. Lợi dụng thời gian không có bác tài, các đối tượng bắt đầu lộ rõ bản chất, nhanh tay bỏ thuốc mê vào ly nước, bởi khi bác tài quay lại sẽ mời họ uống nước. Chính vì đã nói chuyện với nhau suốt đoạn đường nên việc uống cùng khách một ly nước cũng không có vấn đề, nhưng các bác tài thường lơ là, ít đề phòng trong những trường hợp này. Khi tài xế đã mê man, các đối tượng sẽ lộ rõ mục đích, ra tay cướp tất cả tài sản từ tiền bạc, giấy tờ cho đến xe của tài xế, rồi cao chạy xa bay mà không ai hay biết. Trên thực tế đã không ít những vụ việc cướp giật xảy ra với tài xế xe ôm với những hình thức khác nhau. Vào tháng 3 năm 2020, một nữ tài xế xe ôm có cướp xe chở khách đến quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi thì bị hành khách trích điện để cướp xe máy và tài sản. Xuất phát từ đâu lại liên tục xảy ra những vụ việc đau lòng như thế? Tất cả những hành vi liên quan đến trộm cướp đều xuất phát từ cái động cơ là động cơ về kiếm tiền, động cơ vụ lợi, tức là muốn chiếm đoạt tài sản. Do đó là các đối tượng này khi để tiến chiếm đoạt tài sản thì chúng có nhiều thủ đoạn khác nhau. Và các đối tượng mà sử dụng thuốc gây mê có tiền án, tiền sự, từng tham gia nhiều cái vụ việc như vậy mới có nắm rõ cái phương thức thủ đoạn như vậy. Và các đối tượng này thì chuyên nhắm vào một cái loại đối tượng nào đó mà chủ yếu là xe ôm công nghệ hoặc là xe ôm để chiếm đoạt tài sản. Thì theo quy định của Bộ Luật Hình sự hiện nay á, thì đối với lại cái trường hợp mà dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của người khác thì có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Trong trường hợp mà phạm tội có tổ chức hoặc là gây tổn hại sức khỏe cho người tài xế từ 11% trở lên thì có thể bị phạt tù theo khoản 2 từ 7 năm tới 10 năm. Trong một số trường hợp mà người cướp tài sản có những cái hành vi có tính chất chuyên nghiệp làm chết người thì có thể bị phạt tù từ 18 đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Chạy xe ôm là công việc mang lại thu nhập chính cho nhiều người. Thế nên không thể vì những vụ việc cướp giật thời gian qua mà người lao động từ bỏ công việc của mình. Nhưng để tiếp tục duy trì công việc thì giải pháp nào cho sự an toàn của cánh tài xế xe ôm nói chung như hiện nay? Chúng ta đi chúng ta phải biết trước lộ trình. Lộ trình đó có nguy hiểm hay không? Thứ hai nữa là khi khách hàng mời ăn uống thì chúng ta nên từ chối. Và khi mà khách hàng đưa đến những cái nơi nhạy cảm ngoài cái lộ trình đó thì chúng ta cần phải khéo léo từ chối, hoặc chúng ta có thể tìm một cái cơ hội để vừa tránh mất lòng khách hàng. Nhiều khi có người người ta thực sự họ tử tế thật, do đó là tài xế chỉ cần nâng cao ý thức cảnh giác và có cái kỹ năng ứng xử phù hợp thì sẽ tránh được cái tình trạng này xảy ra. Và đặc biệt là khi mà đã lỡ bị các đối tượng này gây mê rồi thì phải báo sự việc này với cơ quan công an để kịp thời xử lý các đối tượng này với những hành vi này, vì bản chất đây là hành vi cướp tài sản. Quý vị phải tiếp xúc gần với nhiều người khác nhau trong ngày thì nguy hiểm là điều khó tránh khỏi.
qua nhiều sự việc xảy ra với cánh tài xế, các bác tài xe ôm nên hạn chế mang những tài sản giá trị không cần thiết bên người khi đi làm, trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, tránh xa những nguy hiểm.